người dùng bây giờ đòi hỏi thế nhở? 5 đến 600 triệu, xe phải đẹp, gầm cao, nhiều công nghệ mà lại còn phải bền với giữ giá nữa. Khó thế mà nghĩ ra được. Nhưng không hẳn là khó lắm đâu. Với chiếc Toyota Race này, có thể nó sẽ đáp ứng được điều đấy. Chỉ cần có cái logo này thôi là xe auto bền và giữ giá. Nếu như các bạn nhìn vào trong từ điển ấy và tra cái từ bền bỉ ấy, các bạn sẽ thấy logo Toyota bên cạnh để làm hình minh họa. Được gọi là một chiếc SUV hạng A, thế nhưng mà Toyota Race lại không hề bằng vai phải lứa với những chiếc xe hạng A khác, ví dụ như là Fadin hay là i10. Chiếc xe này có chiều dài cơ sở tiệm cận phân khúc hạng B đấy. Toyota Race có hàng ghế thứ hai phải nói là tối ưu không gian rất tốt. Một trong những hàng ghế thứ hai có thể coi là thoải mái nhất phân khúc hiện nay. Đi gần cũng được và đi xa thì cũng được. Đấy, nhưng mà đừng đi xa quá nhá. Khoảng sáng gầm xe lên đến 20cm. Thể tích cốp lên đến 369 lít. 69. Chở đồ thì rất là thoải mái. Một người lớn nằm trong này cũng được luôn. Thấy chưa? Đã bảo là nằm vừa mà. Cảnh báo điểm mù. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đồng hồ trung tâm điện tử có đến 4 chế độ hiển thị. Màn hình giải trí 9 inch. Đủ đáp ứng tiêu chí thực dụng, an toàn và nhiều công nghệ chưa? Toyota Race không phải là một chiếc xe chỉ để đi, mà nó giúp các bạn kinh doanh nữa cơ. Với số lượng hộc để đồ ở trong này, các bạn hoàn toàn có thể trở thành một đại lý sơ tinh dầu di động lớn nhất miền Bắc. Toyota thì hay bị gọi là già và ít công nghệ, nhưng có vẻ như với chiếc Race này thì mọi chuyện đã khác rồi. Bảo sao chả cháy hàng.